Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh tiếp tục có cường độ yếu và lệch đông, do vậy tại hầu khắp các vùng biển của nước ta, sóng gió đều giảm dần, phổ biến ở dưới mức cấp 5, sóng biển thấp nên nhìn chung thuận lợi trong hoạt động hàng hải cũng như là việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân. Riêng tại khu vực vịnh Bắc Bộ, mặc dù sóng gió bình thường nhưng sương mù thì vẫn tiếp diễn trong khoảng thời gian là nửa đêm đến sáng sớm, khi tầm nhìn bị giảm thấp dưới 1 km trong sương mù, tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Dự báo trong khoảng chiều tối 17 sang ngày 18, khối không khí lạnh khả năng tăng cường lệch đông trở lại. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông cùng khả năng có gió giật mạnh, ảnh hưởng đôi chút đến hoạt động hàng hải tại khu vực Vịnh. Vì vậy, trong 2 ngày tới, gió trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ thịnh hành theo hướng Đông Nam là phổ biến, nhưng với cường độ mạnh nhất thì cũng chỉ đạt đến mức cấp 4, nên tình trạng biển tiếp tục bình thường. Thời tiết được dự báo sẽ chưa có nhiều chuyển biến, với mưa nếu có thì cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý với sương mù nhẹ xuất hiện trong thời điểm ban sớm, khiến tầm nhìn xa sẽ giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Sau đó thì khoảng chiều tối ngày 17 sang ngày 18, với tác động của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp, nên tuyến hải trình này khả năng xuất hiện mưa dông cùng gió giật mạnh. Nếu có lưu thông trong thời đoạn này, tàu thuyền cũng nên hết sức cẩn trọng. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ của tỉnh Quảng Ngãi ra huyện đảo Lý Sơn, dự báo trong 3 ngày tới, hướng gió tại đây sẽ tiếp tục thịnh hành theo hướng Đông Nam là phổ biến và cường độ thì cũng khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Bà con tại huyện đảo Lý Sơn cũng hoàn toàn yên tâm bởi thời tiết trong những ngày này không có biến đổi, khi trời phổ biến ít mưa nên tầm nhìn tốt ở trên 10 km vào thời điểm trưa chiều. Xuống đến tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, gió Đông Bắc tiếp tục thịnh hành trong 2 đến 3 ngày tới, cường độ gió giảm dần xuống mức cấp 4 đến cấp 5 nên tình trạng biển bình thường trở lại. Ngoài ra, thời tiết trên tuyến hải trình của vùng biển phía Nam này cũng khá tốt, với mưa ít, tầm nhìn thông thoáng và thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Các hoạt động du lịch đến Côn Đảo trong những ngày này cũng hoàn toàn ủng hộ cho người dân. Tại tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, trong khoảng 3 ngày tới gió đông thịnh hành và dự báo sẽ thổi yếu nên tình trạng biển bình thường, sóng êm cùng thời tiết tốt với mưa ít, tầm nhìn xa trên 10 km và hoàn toàn ủng hộ cho mọi hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Như vậy, trong thời đoạn từ 3 đến 5 ngày tới, khả năng vẫn chưa có một đợt không khí lạnh mạnh nào có khả năng ảnh hưởng, cũng như chưa có dấu hiệu xuất hiện những nhiễu động nhiệt đới trên các vùng biển ven bờ và khu vực ngoài khơi xa của Biển Đông, nên bà con ngư dân có thể yên tâm khi tổ chức các hoạt động ra khơi đánh bắt xa bờ. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.